Rồi sáng uống ly cà phê đó anh em ơi. Rồi hẻm 128 nè. Rồi Quỳnh Tấn Phát là thất thủ anh em ơi. Rồi để mình quay đầu hẻm ngay ngay đèn xanh đèn đỏ mà Nguyễn Văn Linh quẹo vô nha. Đây à. Rồi khỏi vô khỏi ra. Đây. Đây ha. Rồi nhiều chỗ là họ đã rồi nhà nước mình để cái kẽm gai luôn khỏi ra luôn, hôm qua là cho xả vàng ngày đây khỏi luôn rồi. Rồi xe khỏi vô nè, bây giờ không biết có giấy phép với lại có giấy test đồ chích ngừa rồi cho giấy phép đi làm rồi nhiều khi người ta còn cho ra rồi nha. Đó này đầu chỗ đó anh em ơi, làm miếng cà phê đi tính gì tính. À, quay tiếp nha. Rồi khúc này là đi ra ngoài cầu Tân Thuận đổ xuống là ra nhà hàng Duyên Hải nè. Khu chung cư mới bên này. Đó. Hết cho ra xong luôn. Rồi quay lại. Rồi đi vô ha. Rồi đầu hẻm kia là cũng chặn rồi. Đầu ngoài Quỳnh Tấn Phát cây xăng Quỳnh Tấn Phát hẻm 128 này cũng chặn nè. À, đi làm ký sự à. Quay phim cho rồi ha. Rồi, hẻm mình là khoảng là mấy trăm mét thôi nhưng mà bị chặn rồi. Rồi hẻm thẳng có mấy trăm mét thôi. Đi 4 người nay đi 10 nữa. Ở đây có một cái nhà bị cách ly nè, hai nhà. Đó. Hôm bữa có một em xỉu lên cấp cứu rồi. Đó. Tình hình là cũng căng thẳng quá, đó, phức tạp. Đó. Này cái nhà cái chú rửa xe cũng trong đây nha, chú Phạm Lưng. Chú Phạm Lưng rửa xe trong đây, à, nhà này. Hơi bị căng. Đây ta lập chốt, ta canh cái nhà. Đây lập chốt. Dạ không cho ra, con mới ra coi rồi. Không cho ra đâu rồi. Ở nhà này rồi không có cho ra luôn. Đây. Đây nhà này là nhà ông cậu bán phèo. Rồi hôm nay bán phèo cũng nghỉ luôn. Rồi bên đây là trống. Đây là cái kho không có nhà gì hết. Đây. Mình ra tới ngoài kia luôn nha. Chặn nó vào đây nữa. Quay cho mát coi. Quay chơi. Rồi cho tao biết tình hình. Hay sửa xe Hưng Thịnh. Rồi, đi ra đây là hẻm trong trong hẻm mình là ở đây có cụ trào rồi.
ngoài đầu hẻm là hẻm Ba Đen, nghĩa là bà Ba Đen, bà Ba. Rồi rồi ông Ba thì ông xuống Suối Vàng này, còn bà Ba với lại ấy, mình ra đây coi có người canh này khỏi ra nữa này nha. Quay cho anh em coi ha, tình hình quá phức tạp. Trong đó anh thấy, em thấy là có hai nhà bệnh đó. Cái quận 7 này nó nhiễm nhiều quá cho nên là cái Tân Thuận. Rồi sáng mình coi là dưới Gò Công với lại ở Tiền Giang nó cũng căng lắm nha, Bạc Liêu rồi Cần Thơ thì có hết. Cái tình hình mình thấy là nhà nước làm như vậy là đúng, nhưng mà để coi coi nó, mình hy vọng là nó cũng hết dịch để người ta có thể là, tại vì là cái kinh tế cũng rất là khó khăn, những người dân nữa có nhiều người là họ giảm nhà trọ cho công nhân đồ là nữa, có người là không lấy tiền nhà trọ cho lấy tiền điện nước thôi đó. Đây ngoài đây nha, kết thúc bờ quen cái hẻm rồi. Trời trong lắm nha, trời tàu hũ nè, ăn đậu hũ kỳ rồi đó. Hẻm không ai chạy xe nữa đâu, khỏe khỏi né xe đó. Rồi thì bây giờ là mình cũng hạn chế ra ngoài ngoài đường, tại vì nếu mà mình ra ngoài đường được á, mình chạy xe rồi nhiều khi là công an đồ cũng có thể là hỏi mình là đi mà không có mục đích gì hết, hay là không có giấy gì mà để chứng minh là mình không có bệnh gì hết á, thì cũng phiền phức lắm nha, họ phạt ráng chịu chứ sao vậy đó. Hẻm mình là mình ngay chỗ qua chỗ xe Hưng Thịnh này một chút, cái đoạn giữa là cái nhà mà bán phèo hẻm 128 là bảy phèo á, thì là cậu mình rồi mới tới hai căn nữa là tới nhà của chú Phạm Lưng rửa xe. Đây nhà mình đây ha. Chào. Nhà có cà phê kể. Đây chú Phạm Lưng đây. Chú Phạm Lưng ha. Tà lõn huyền thoại, tà lõn bông, quần Doraemon. Đó, ha. Rau cải nè, giờ chưa bấm. Đó, ai mua thì xuống đầu hẻm này mua nha, đầu hẻm bên 15 với 25. Đây chuẩn vừa luôn. Đó. 15 với 55 mẹ. Này em sửa xe ở dưới á, em sửa ngay chỗ ngõ ba Nhân Đức á. Sửa xe hả? Sửa. Ở đây là người ta cũng định ra để đi đi làm nè, coi có cho ra không nha. Đây. Để thử coi xem sao. Thử coi xem. Ủa có cho ra, có cho ra không vậy?
vậy là đợi công an xuống để giải quyết thôi, chứ mấy người này là chỉ là lập chốt thôi. Rồi bây giờ ra thì người ta cho ra nha, mà vô thì ngon chứ. Qua giờ đi làm đi về không biết có cho vô không mới quan trọng. Rồi người ta cũng trễ giờ rồi, mà bây giờ mà ra thì chiều không biết có về được hay không mới quan trọng. Rồi nha, hẻm 128 ra Nguyễn Văn Linh nha. Thôi, về thôi. Rồi cái này là người ta lập chốt thôi, còn để đó để mà mấy người có quyền hơn người ta giải quyết. Này là mấy người áo xanh thì chỉ lập chốt thôi. Rồi nha, mình kết thúc cái like ở đây nha.